Các em đã được học về anhin, một loại hydrocarbon không no có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Hôm nay một lần nữa chúng ta ôn lại các kiến thức đã học. Dựa trên các cái kiến thức đã học, các em hoàn thành cho cô các cái câu hỏi sau đây. Câu 1. Hợp chất nào là ankin? Câu A: C4H4, B: C8H8, C: C2H2, D: C6H6. Công thức chung của ankin là CnH2n-2. Vậy thì hợp chất thỏa mãn cái công thức đó là, các em dễ dàng nhận ra đó là C2H2. Chất này có tên là acetylen, một cái hợp chất mà đứng đầu dạy đồng đẳng, có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Câu 2. Cho phản ứng sau, acetylen cộng với brom tỷ lệ 1:2 tạo thành chất X. X là chất nào sau đây? Rõ ràng các em biết rằng trong phân tử acetylen là có hai ly kết pi. Để phá vỡ một ly kết pi là cần một phân tử brom. Nhưng ở đây có hai phân tử brom, chứng tỏ ly kết pi trong acetylen không còn nữa. Và rõ ràng các em dễ dàng nhận ra đáp án đó là đáp án B. Chất này có tên là 1122 tetrabrom ethan. Câu số 3. Số đồng phân ankin ứng với công thức C5H8 là A: 4 đồng phân, B: 1 đồng phân, C: 2 đồng phân, D: 3 đồng phân. Đầu tiên, các em biết đồng phân ankin về vị trí ly kết 3. Và các em dễ dàng biết được là có 2 đồng phân về vị trí. Ngoài đồng phân về vị trí ly kết 3 thì ankin có đồng phân về mặt carbon. Và đây là có 5C và do có ly kết 3, do vậy các em sẽ có thêm một đồng phân về mặt carbon nữa. Và có tất cả là 3 đồng phân. Và các em dễ dàng biết được 3 đồng phân. Bây giờ để cô sẽ hiểu rõ hơn để một số các bạn là chưa biết được. Đây, các em thấy đó là có 3 đồng phân. Có 2 đồng phân về vị trí và 1 đồng phân về mặt carbon. Chúng ta tiếp tục đi vào nội dung bài học. Đó là tiết 47, bài 33, luyện tập ankin. Về phần lý thuyết, chúng ta cần nắm vững những điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo, tính chất hóa học của anken và ankin để hiểu rõ hơn về tính chất của ankin. Dựa vào kiến thức đã học, các em hãy nhớ lại công thức chung của anken và ankin. Như các em đã biết, trong phân tử anken có chứa một ly kết pi. Do vậy công thức chung của anken phải là CnH2n, điều kiện n lớn hoặc bằng 2. Khác với anken, trong phân tử ankin có chứa hai ly kết pi. Do vậy công thức chung của ankin sẽ là CnH2n, điều kiện n lớn hơn bằng 2. Bây giờ các em hãy nhớ là những cái điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo của anken và ankin. Điểm giống nhau đều là hydrocarbon không no, mặt hở. Cả anken và ankin đều có đồng phân về mặt carbon và đồng phân về vị trí ly kết bội. Ở trong anken thì có chứa một ly kết đôi và trong ankin thì có chứa một ly kết ba. Ly kết đôi hoặc ly kết ba như gọi chung một cụm từ đó là ly kết bội. Về khác nhau, phân tử anken có chứa một ly kết đôi và phân tử anken có đồng phân hình học. Ở đó có hai dạng, đó là đồng phân dạng xích và đồng phân dạng trên như các em đã được học. Phân tử ankin có chứa một ly kết 3 và ankin không có đồng phân hình học. Về tính chất hóa học, điểm giống nhau giữa anken và ankin. Cả anken và ankin đều là hydrocarbon không no. Mà đặc trưng của hydrocarbon không no đó là phản ứng cộng, đặc biệt là cộng với hydro, cộng với dung dịch brom, cộng hạt X và sản phẩm chiếm ưu thế thì tuân theo quy tắc Markovnikov. X này có thể là các halogen hoặc X cũng có thể là nhóm OH.
Ngoài phản ứng mức ra thì cả alkene và alkyne cũng có làm mất màu dung dịch kali permanganat hay gọi là dung dịch thuộc tím. Tuy nhiên các em để ý là trong các phản nhận biết mà hỗn hợp vừa có alkene vừa có alkyne thì ta không dùng brom hay là dung dịch kali permanganat vì cả hai đều có phản ứng này. Điểm khác nhau giữa alkene và alkyne. Alkene không có phản ứng thể bằng ion kim loại. Ngược lại, alkyne có phản ứng thể bởi ion kim loại, nhưng không phải alkyne nào cũng có, chỉ những alkyne có liên kết 3 đầu mặt. Thì tại liên vị trí liên kết 3 vẫn có hydro linh đồng, do vậy nó sẽ có phản ứng thể bởi bạc hydrat trong ammoniac. Và những cái alkyne có liên kết 3 đầu mặt người ta gọi là alka-1-in. Và nhờ phản ứng này người ta có thể phân biệt được alka-1-in với các cái alkyne khác trong dạy đồng đẳng. Các em cũng cần nắm vững thêm về sự chuyển hóa lẫn nhau giữa alkan, alken và alkyne để thấy rằng giữa các hydrocarbon no và không no thì có mối quan hệ rất là mật thiết. Từ alkan chúng ta có thể thu được alken bằng phản ứng dehydro hóa. Và ngược lại, từ alken có thể tạo thành alkan bằng phản ứng cộng với hydro với xúc tác. Ở đây các em thường dùng đó là xúc tác niken. Ngược lại, từ alken cũng có thể tạo ra alkyne bằng phản ứng là dehydro hóa. Và từ alkyne có thể tạo thành alken bằng phản ứng là cộng hydro. Tuy nhiên các em chú ý ở đây là xúc tác hỗn hợp gồm paradi và chì carbonat. Đây gọi là xúc tác kim hàm. Tại vì trong phân tử alkyne các em biết rằng là có chứa hai liên kết pi. Mà trong phân tử alken thì chỉ có một liên kết pi. Vậy thì để phá vỡ một liên kết pi thôi thì các em phải dùng xúc tác là paradi trên chì carbonat. Còn nếu như các em dùng xúc tác niken thì toàn bộ liên kết pi trong alkyne nó sẽ chuyển thành liên kết đơn. Chính vì vậy các em chú ý trong các bài tập mà đặc biệt các bài tập từ alkyne tạo thành alken. Vậy thì các em muốn tạo thành alkan thì các em phải cộng hydro dư, xúc tác niken và nhiệt độ thì alkyne có thể tạo thành alkan. Ngược lại, từ alkan có thể thu được alkyne bằng cái phản ứng là dehydro hóa. Qua đó các em thấy rõ ràng giữa các hydrocarbon có sự quan hệ mật thiết với nhau và các em về nhà tìm hiểu thêm một lần nữa để thấy được những tính chất của nó. Bài 1. Việc các đồng phân của alkyne có công thức phân tử là C4H6. Chỉ ra đồng phân nào có phản ứng tạo kết tủa với bạc nitrat trong ammoniac. Bây giờ các em sẽ nhớ lại là alkyne có những loại đồng phân nào. Đầu tiên các em sẽ biết đồng phân thế vị trí liên kết 3. Và vì công thức là C4H6 do vậy nó sẽ không có đồng phân về mặt carbon. Và các em biết xem nó sẽ có bao nhiêu đồng phân. Ứng với các cái alkyne có số đồng phân đó là hai đồng phân, đó là butter 1-in. Một cái là liên kết 3 đầu mặt và một cái giữ mặt là có tên là butter 2-in. Và câu hỏi đặt ra nữa là trong các đồng phân này, đồng phân nào có phản ứng bạc nitrat trong ammoniac để tạo kết tủa? Thì các em nhìn vào công thức của butter 1-in. Tại liên kết 3 thấy carbon ở đây vẫn còn một hydro linh đồng. Do vậy nó sẽ dễ dàng tham gia phản ứng thế. Và các em nhìn vào là butter 1-in thì có liên kết 3 ở đầu mặt, nên còn hydro có thể thể với ion kim loại. Bài tập số 2. Nhận biết các chất khí sau: metan, acetylene, butter 2-in bằng phương pháp hóa học. Trong cấu trúc bài nhận biết thì các em thấy ở đây là có metan đại diện cho hydrocarbon no, acetylene và butter 2-in là hydrocarbon không no. Do vậy khi nhận biết thì chúng ta thấy là do hydrocarbon no nó không có phản cái đặc trưng để nhận biết, do vậy chúng ta có thể nhận biết những hydrocarbon không no trước. Ở đây nếu các em dùng brom hoặc là dung dịch thuộc tím thì cả acetylene và butter 2-in đều có khả năng làm mất màu hai cái dung dịch đó. Chính vì vậy các em tìm cái điểm khác biệt giữa các cái alkyne mà có liên kết 3 đầu mặt thì ở đây là có acetylene do có chứa liên kết 3 đầu mặt, do vậy nó có hydro linh đồng. Do vậy các em hãy dùng bạc nitrat trong ammoniac và để tạo kết tủa.
Hai chất còn lại thì để nhận biết bút so sánh nhận biết bút tơ hai in và metan thì em có thể dùng brom hoặc là dung dịch kali permanganate. Tuy nhiên các em dùng kali permanganate thì phản ứng phức tạp hơn rất là nhiều. Cho về các em xem, đầu tiên là dẫn các mẫu thử rồi qua dung dịch bạc nitrat trong ammonia. Mẫu thử xuất hiện kích thước vàng đó chính là acetylene và phản ứng như các em xem trên màn hình đây. Khi cái chất này rõ ràng đây là phản ứng thế hai hydro linh đồng thể bằng hai ion bạc kim loại. Chất này có tên là acetylua bạc và chất này có kích thước màu vàng như các em đã biết. Hai mẫu thử còn lại tôi cho lùi qua dung dịch brom. Thì mẫu thử nào mất màu brom đó chính là bút tơ hai in và chất còn lại chính là nhiên. Bài tập số 3 cho 3,9 gam một ankin X tác dụng vừa đủ với 10 gam dung dịch brom thu được 81,9 gam một chất sản phẩm Y. Xác định tên của ankin X. Bây giờ các em hãy đọc kỹ đề bài và những cái dữ kiện đề bài cho để chúng ta có thể làm bài tập rất là dễ, bài này rất là dễ dàng. Các em chú ý dữ kiện thứ nhất là cho 3,9 gam một cái ankin X. Rõ ràng ta đã có khối lượng của ankin. Tác dụng vừa đủ với 10 gam dung dịch brom. Khi tác dụng vừa đủ với 10 gam dung dịch brom thì sản phẩm là được 51,9 gam, thì các em thấy rõ ràng khối lượng là tăng lên. Mà cái lượng tăng này chính là chắc chắn là khối lượng của brom. Các em dựa vào bảo toàn khối lượng, các em có thể tính được là lượng brom phản ứng. Từ lượng brom phản ứng các em dễ dàng tính được lượng ankin tham gia phản ứng. Từ đó các em dễ dàng suy ra được công thức chung của ankin. Các em dễ dàng biết rằng là đầu tiên phản ứng giữa ankin và brom theo tỷ lệ là 1:2 vì phân tử ankin có chứa một ly kịch 3. Do vậy khi mà phản ứng vừa đủ thì cần 2 mol brom. Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng, các em dễ dàng tính được là khối lượng của brom tham gia phản ứng đó là 48 gam. Từ khối lượng brom, các em tính được số mol brom. Bởi vì phân tử khối brom là 160, thì cái giá trị 0,3 mol này chính là các em lấy 48, các em chia 48 gam, các em chia 160, đem ra số mol của brom. Từ phản ứng đầu tiên, các em có thể biết được là nếu như ankin tham gia 1 mol thì brom sẽ tham gia 2 mol, có nghĩa là số mol ankin sẽ bằng 1/2 lần số mol brom và ta được là 0,15 mol. Từ đó phân tử khối ankin sẽ là lấy 3,9 chia 0,15 thì em được là 26. Dựa vào công thức chung là CnH2n-2 carbon 12 hydro 1, do vậy các em gom lại khối lượng này chính là 14n-2 và sẽ bằng 26 và các em giải được là n bằng 2. Ứng với n bằng 2 thì công thức của ankin đó là C2H2. Chất này có tên là acetylene. Bài tập số 4. Cho 6,72 lít hỗn hợp X gồm propan, ethylene và acetylene đi qua dung dịch brom dương. Sau phản ứng thì còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Cùng lấy 6,32 lít khí đó đi qua dung dịch bạc nitrat trong ammonia thì thu được 24,4 gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu A. Viết các phương trình hóa học giải thích các quá trình trên. Câu B. Tính thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của các khí trong hỗn hợp. Bây giờ các em hãy đọc kỹ đề bài và em xem thử đề bài người ta cho dự kiện gì và yêu cầu phải gì. Đầu tiên các em nhìn thấy là cho 6,72 lít dự kiện đầu tiên hỗn hợp khí này gồm có propan, ethylene và acetylene. Và thể tích này người ta cho ở điều kiện chuẩn thì em dễ dàng tính được số mol của hỗn hợp này. Khi đi qua dung dịch brom dương thì những hydro carbon không no sẽ tham gia phản ứng và bị giữ lại trong bên này. Thì ở đây các em có là ethylene và acetylene sẽ tham gia phản ứng với dung dịch brom dư. Và chất không phản ứng chính là propan. Chính vì vậy mà sau phản ứng thì còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ.
Vậy thì cái khí này, 1,68 lít khí này chính là propan. Và từ thể tích propan thì em dễ dàng tìm được số mol của propan. Mặt khác, cũng lấy 6,72 lít hỗn hợp đó đi qua dung dịch bạc nitrat trong ammonia thì thu được 24,4 gam tiết tủa. Thì em phải biết là khi cho hỗn hợp gồm 3 chất gồm propan, ethylene, acetylene vào bạc nitrat trong ammonia thì chỉ có ankin mới tham gia phản ứng này. Ở đây là acetylene sẽ tham gia phản ứng. Còn ethylene và propan thì không tham gia phản ứng. Từ cái số mol khối lượng tiết tủa là 24,4 gam thì em sẽ tính được dễ dàng tính được số mol tiết tủa. Từ số mol tiết tủa thì em sẽ dễ dàng tính được cái lượng acetylene tham gia phản ứng. Có propan, có acetylene thì em dễ dàng suy ra được là lượng ethylene. Bây giờ để hiểu rõ hơn thì các em có thể tham khảo. Đầu tiên, các phương trình phản ứng. Các em nhìn thấy là ethylene cộng brom tỷ lệ là 1:1. Acetylene tác dụng brom là tỷ lệ 1:2. Vì trong cái phân tử acetylene này là có 1.3. Và cái phản ứng thứ ba đó là phản ứng thế bởi bạc nitrat trong ammoniac, mà cụ thể đây là thế bởi ion bạc. Thì các em thấy rõ ràng là phân tử C2H2 của em hai nguyên tử hydro đồng này nó được thế bằng hai bạc. Và chất này có tên là acetylua bạc. Câu B, các em thấy là rõ ràng này. Từ số mol kết tủa thì mình tính được số mol của acetylene bằng cách là em lấy khối lượng tiết tủa ban đầu ta cho là 24,4 gam và em chia cho 240. 240 này là phân tử phối của C2H2, các em thấy là carbon là 12, bạc là 108. Và các em nhân 2 lên thì sẽ là 240. Và tính được số mol sẽ là 0,101 mol. Mặt khác, hỗn hợp 6,32 lít người ta cho ở điều kiện chuẩn thì em dễ dàng tính được số mol của nó là em chia cho 224 và số mol sẽ là 0,3 mol. Và lúc đầu chỉ thoát ra chính là propan có thể tích là 1,68 lít thì em tính được số mol propan là lấy 1,68 chia 22,4 thì em sẽ được là 0,075 mol. Từ số mol propan, từ số mol acetylene đã có thì em chỉ được số mol ethylene bằng là lấy lượng hỗn hợp là 0,3 mol. Thì em ở đây là người ta làm gộp là lấy 6,22 đồng ý là 0,3 mol. Sau đó em trừ cho số mol C3H8 thì em trừ cho số mol của acetylene thì em được là 0,124 mol. Vì đề bài có yêu cầu là tính phần trăm theo diện tích và theo khối lượng thì các em có thể tính khối lượng hỗn hợp. Đầu tiên 0,101 nhân 26. 0,101101 này là số mol của acetylene. Và 26 chính là khối lượng của C2H2 là khối lượng là 26. Và thứ hai là cộng biết là 0,124 nhân 28. 0,124 này là số mol của ethylene. Và khối lượng phân tử khối của ethylene chính là 28 chính là C2H4 đây. Và cộng với khối lượng thứ ba đó là propan, số mol của nó là 0,075. Các em nhân cho là C3H8. C là 12, 3C là 36, cộng 8 là 44, em nhân 44 thì ta sẽ có được khối lượng hỗn hợp sẽ là 9,398 gam. Như ta đã biết, vì các khí này là cùng điều kiện như nhau thì tỷ lệ thể tích cũng là tỷ lệ về số mol. Do vậy ta có phần trăm số mol khí lần lượt là phần trăm thể tích. Các em không cần thực quy đổi ra thể tích, chỉ cần lấy số mol. Số mol của acetylene là 0,101, các em chia cho tổng hỗn hợp là 0,3 và các em nhân lên 100% thì em sẽ được đó là 33,7%. Tương tự như vậy, phần trăm diện tích của C2H4, em lấy số mol của C2H4 đó là 0,124 thì em chia cho số mol hỗn hợp ở đây là 0,3 mol và em nhân 100% và ta được kết quả đó là 41,3%. Phần trăm thể tích của propan, các em có thể lấy số mol của nó là 0,075
em chia cho 0,3 nhân 100%. Hoặc là các em không cần như vậy, em lấy 100%, em trừ cho thể tích của C2 hạt 2, em trừ cho phần trăm thể tích của C2 thì em sẽ được phần trăm thể tích của C2 và đáp số vẫn là 25%. Về phần trăm theo khối lượng thì các em phải tính khối lượng cụ thể ra, ví dụ như là phần trăm khối lượng của acetylen thì em lấy số mol của nó ban đầu là 0,101 và tương tự như vậy em nhân 26 thì em được khối lượng của nó, em chia cho tổng khối lượng như lúc nào mình đã tính phù hợp là 0,9398 nhân 100% thì em được là 27,9%. Phần trăm của ethylen cũng vậy, em lấy số mol của nó là 0,124 em nhân 28 là em được khối lượng của C2O4, sau đó em chia cho tổng hỗn hợp là 9,398 nhân 100% bằng 369. Và cũng tương tự như lúc này, em có thể tự tính là lấy cái số mol propan để em nhân cho 44. Tuy nhiên các em không cần, các em có thể lấy 100%. Trong 3 đại lượng thì mình định tính được 2 đại lượng rồi, thì đại lượng kia em chỉ cần lấy 100%, các em trừ đi 2 lượng còn lại thì em sẽ được là kết quả phần trăm sinh ra khối lượng là 35,2%. Như vậy là chúng ta đã làm được một số bài tập để các em hiểu rõ hơn những cái tính chất vật lý cũng như tính chất hóa học cũng như những cái phản ứng của cái ankin để em hiểu rõ hơn. Và tiếp theo sẽ là tiếp thực hành. Các bạn về nhà các em có thể đọc sách lại, các em mở dở sách ra, các em có thể xem lại cái nội dung cái bài thực hành số 4 là điều chế và tính chất của ethylene, acetylene, những cái hóa chất nào dùng để điều chế và phương pháp điều chế, và các em chú ý những cái thao tác để lần sau là chúng ta làm thí nghiệm chúng ta là không bị va vấp những cái tương thiết. Hoặc là cũng có thể là biết được tất cả các sản phẩm phụ nào tạo ra trong cái quá trình làm thí nghiệm để các có biện pháp xử lý, giống như chúng ta có những loại là SO2 hoặc là loại các chất thông thường. Cô xin cảm ơn các em đã đồng hành với cô trong tiết học ngày hôm nay. Về nhà các em có thể là làm thêm các bài tập, đọc thêm các cái cửa sách giáo khoa, sách bài tập để nắm rõ hơn những cái kiến thức để sau này phục vụ cho các cái bài thi sắp tới. Xin cảm ơn các em rất nhiều.